Tiếp tục chương trình sáng nay, mời quý vị theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Nguyên Hiếu và Nguyệt Quế sẽ tiếp tục đồng hành để chuyển đến quý vị những thông tin sự kiện đang được quan tâm. Trước khi vào nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin nổi bật sau đây. Hỗ trợ thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 nhằm hạn chế tối đa những sai sót không đáng có. Người dân Nghệ An tất bật với nghề nướng cá trích, không kể thời gian ngày hay đêm. Liên quan đến vụ nghi ngộ độc do ăn bánh mì ở Đồng Nai, đã có 359 người nhập viện. Gây tai nạn do vượt ẩu hoặc ôm cua với tốc độ cao. Những tình huống giao thông nguy hiểm này sẽ được gửi đến quý vị qua camera 24 giờ. Quảng Ninh đón hơn 1 triệu lượt du khách trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 ở Hà Nội dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6 tới. Bước vào giai đoạn nước rút, cấu trúc đề thi như thế nào là câu hỏi chung của học sinh và cả giáo viên. Để hỗ trợ giáo viên trong định hướng ôn tập giúp học sinh có sự chuẩn bị tốt hơn trước kỳ thi, mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã công bố quy định cấu trúc định dạng và đề minh họa cho 3 môn của kỳ thi này. So với đề thi các năm trước thì đề minh họa năm nay có cấu trúc tương tự. Theo đó, việc thi môn toán và ngữ văn diễn ra theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Với môn tiếng Anh, thí sinh làm bài thi trắc nghiệm trong 60 phút. Ngoài ra, để học sinh và giáo viên có định hướng ôn tập, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã công bố định dạng đề thi và mức độ kiến thức trong mỗi dạng bài. Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày 8 và 9 tháng 6 tới với hơn 100.000 thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi này là kỳ thi tuyển sinh cuối cùng thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Do vậy đang được rất nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm. Hôm qua, học sinh lớp 12 trong cả nước đã chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Việc đăng ký theo hình thức trực tuyến và thí sinh phải hoàn thành chậm nhất vào trước 17 giờ ngày 10 tháng 5 trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhằm hỗ trợ các thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp cùng với sự hướng dẫn của giáo viên, thì trước đó Bộ cũng đã mở cổng hệ thống để học sinh đăng ký thử. Việc này giúp cho các em làm quen và thao tác chính xác hơn khi đăng ký chính thức. Chỉ cần sai nhầm một thông tin trong phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp thì cũng sẽ dẫn đến hệ lụy lớn với học sinh lớp 12. Vì thế, dù đã bắt đầu được đăng ký thi trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng trong ngày đăng ký đầu tiên thì các trường dành thời gian để hướng dẫn kỹ lưỡng cho học sinh. Vì đây là lần đầu tiên bọn em thao tác đăng ký nên là bọn em sẽ có nhiều sai sót ạ. Các cô hỗ trợ thì này là rất là tốt cho bọn em ạ. Hướng dẫn toàn trường lần 1, hướng dẫn thêm tại từng lớp lần 2. Trong đó, chứng chỉ miễn thi ngoại ngữ là một mà các thầy cô đặc biệt lưu ý đến thí sinh trong quá trình đăng ký để tránh nhầm lẫn. Bởi dù có chứng chỉ thì các em vẫn được đăng ký dự thi để lấy điểm mở rộng cơ hội xét tuyển đại học. Song nếu đã đăng ký thi thì bắt buộc phải tham gia dự thi. Đó chỉ là quy đổi để xét tốt nghiệp thôi. Còn để xếp vào các trường đại học thì mỗi trường có một cái phương án tuyển sinh riêng. Các con phải nghiên cứu thật kỹ cái phương án đó. Và tốt nhất là nên đăng ký thi môn ngoại ngữ. Để sau này nếu mình dùng đến thì có, còn nếu mình không dùng thì thôi. Bộ vẫn quy đổi cái điểm của các con ra. Trong quá trình học sinh hoàn thành đăng ký thi tốt nghiệp trên hệ thống thì các trường phổ thông cũng sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát, đối chiếu thường xuyên liên tục qua nhiều vòng. Ngoài đăng ký đúng về mặt kỹ thuật, thì các trường còn tư vấn cho học sinh, nhất là những em có học lực trung bình, lựa chọn lại tổ hợp đăng ký thi nếu cần để đạt kết quả tốt nhất. Yêu cầu các con là phải rà soát kỹ và nếu các con có nguyện vọng thì chúng tôi sẽ trợ giúp cho các con có thể chuyển sang cái khối khoa học xã hội để thi và nhà trường sẽ có phương án hỗ trợ cho các con nếu các con đăng ký. Sẽ rà soát lại từng tổ hợp học sinh để các em nó biết đăng ký các cái tổ hợp môn này, rồi là khu vực này. Rồi là lựa chọn các cái thông tin đảm bảo là không có sai sót xảy ra. Theo quy định, thí sinh phải hoàn thành đăng ký thi tốt nghiệp trên hệ thống trước 17 giờ ngày 10 tháng 5. Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn trực hệ thống để hỗ trợ các sở, các trường trung học phổ thông trong thời gian thí sinh đăng ký.
Người dân ở Nghệ An luôn tự hào với nghề nướng cá biển lâu đời, nhờ có bí quyết riêng mà cá nướng ở đây nổi tiếng, mang hương vị đặc trưng. Được biết là cá về bến lúc nào thì phụ nữ làng biển sẽ nhóm lửa nướng cá vào lúc đó, bất kể là sáng sớm hay là giữa trưa hè. Việc nướng kịp thời sẽ giúp cá tươi, giữ trọn vị thơm ngon. Mùa cá trích bắt đầu từ khoảng tháng 1 đến tháng 5. Cá trích thường xuất hiện ở vùng biển gần bờ. Bởi vậy, đây là nguồn tăng thu nhập cho ngư dân hoạt động bè mảng gần bờ thuộc huyện Diễn Châu, huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Ngay khi cá được dỡ khỏi lưới, những người phụ nữ là vợ của các thuyền viên hay là những người buôn bán nhỏ nhanh chóng đưa về để nướng. Cá về lúc nào là phải nướng ngay lúc đó để đảm bảo tươi ngon. Cá trích được xếp gọn trên khung sắt, nướng trên than qua đỏ rực. Cá khi chín một mặt thì người nướng sẽ lật úp khung lại để nướng mặt kia. Trung bình một ngày, một người có thể nướng khoảng 3 yến cá, phục vụ khách tại chỗ hoặc là đưa ra chợ. Người nướng cá có kinh nghiệm thì có thể nhìn mặt ngoài để đánh giá cá chín vừa hay chưa. Nướng vừa thì giúp cá dậy mùi thơm, vừa tránh bị ương trong quá trình bán. Còn ở Hà Tĩnh thì vào thời điểm này, người dân Hương Sơn đang vào vụ thu hoạch mật ong. Những mẻ mật ngọt thơm mang hương vị núi rừng đã trở thành thương hiệu đặc trưng của vùng đất này. Là huyện miền núi, Hương Sơn có nhiều loại hoa cỏ tự nhiên nên thuận lợi cho nghề nuôi ong lấy mật. Vì thế, người dân nơi đây đã tập trung phát triển đàn ong, áp dụng tốt các kỹ thuật nuôi và lấy mật, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, từ đó mang lại nguồn thu nhập khá. Nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo. Tại hợp tác xã mật ong Cường Nga, thôn Đồng Tiến, xã Quan Diệm, thời gian này việc thu hoạch mật ong nhanh chóng được thực hiện từ mỗi buổi sáng sớm, bởi đây là thời điểm đảm bảo mật có chất lượng tốt nhất. Trước khi thu hoạch, người nuôi ong thường mặc áo và mũ bảo hộ để đảm bảo an toàn, đồng thời dùng khói nhằm xua đàn ong trong lúc lấy mật. Theo người nuôi ong ở Hương Sơn, nếu ong được chăm sóc tốt, đảm bảo chất lượng mật khai thác, thì mỗi đàn ong sẽ cho thu hoạch khoảng 12 đến 14 lít mật một mùa. Hiện nay giá bán mật ong dao động từ 250.000 đến 270.000 đồng một lít, tùy vào chất lượng mật. Giá tiêu có thể vượt mốc 100.000 đồng một ký, giá chín sớm được giá cao hơn 30% so với năm ngoái là một số thông tin giá cả thị trường đáng chú ý trong chương trình sáng nay. Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu đang ở mức 98.500 đồng một ký, tại Gia Lai là 97.500 đồng một ký, còn tại tỉnh Đắk Nông dao động quanh mức 97.500 đồng một ký. Còn tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu tại Đồng Nai, Bình Phước ổn định ở mức 97.500 đồng một ký và 98.500 đồng một ký. Dự báo nhu cầu thu mua tiêu của thị trường nước ngoài có thể sẽ tăng lên. Điều này sẽ tạo đà giúp giá tiêu trong nước có thể vượt mốc 100.000 đồng một ký trong quý 2 năm nay. So với năm ngoái, giải u hồng ở các tỉnh Tây Nguyên tăng giá 30% lên khoảng từ 90.000 đến 110.000 đồng một ký. Ghi nhận cho thấy trong tuần này, nhiều siêu thị cửa hàng bắt đầu bày bán giải chín sớm với giá cao từ 89.000 đến hơn 110.000 đồng một ký. Mức này tăng 30% so với năm ngoái. Hiện, giá chín sớm đã có mặt tại các chợ truyền thống, cũng như nhiều hệ thống siêu thị, hệ thống bán hàng online. Dưa hấu vụ đông xuân bán được giá, đem lại lợi nhuận cao cho nông dân. Ghi nhận tại tỉnh Quảng Bình, năm nay giá thu mua dưa hấu ổn định ở mức 6.000 đồng một ký. Trung bình mỗi hecta dưa hấu cho thu nhập gần 60 triệu đồng. So với mọi năm thì giá hiện cao gấp hơn 2 lần. Hiện đang là cao điểm nắng nóng nên dưa hấu rất được ưa chuộng vì là loại quả góp phần giải nhiệt tốt. Tiếp theo chương trình người đưa tin 24 giờ sáng nay là những thông tin đáng chú ý sau. Liên quan đến vụ nghi ngộ độc do ăn bánh mì ở Đồng Nai, đã có 359 người nhập viện. Gây tai nạn do vượt ẩu hoặc ôm cua tốc độ cao, những tình huống giao thông nguy hiểm này sẽ được gửi đến quý vị qua camera 24 giờ. Quảng Ninh đón hơn 1 triệu lượt du khách trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Thông tin trên lĩnh vực y tế đáng chú ý, số bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một tiệm bánh ở Đồng Nai tiếp tục tăng. Bác sĩ Phan Văn Quyên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cho biết, tính đến 18 giờ 30 phút ngày hôm qua, thì bệnh viện đã tiếp nhận 359 bệnh nhân. Nhập viện trong tình trạng sốt, đau bụng, nôn, tiêu chảy, các bệnh nhân cho biết,
tất cả đều ăn bánh mì thịt tại cơ sở bánh mì B, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai trong khoảng từ chiều đến tối ngày 30 tháng 4. Sau khi xuất hiện các triệu chứng thì một số người đã tự mua thuốc uống nhưng vẫn không khỏi. Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, các bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột. Liên quan đến vụ việc trên, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai cũng đã hoàn tất lấy mẫu thực phẩm tại tiệm bánh mì B, chuyển lên cơ quan chuyên ngành ở thành phố Hồ Chí Minh kiểm nghiệm. Đồng thời, Trung tâm Y tế, Phòng Y tế thành phố Long Khánh cũng đã kiểm tra cơ sở bánh mì B. Kết quả cơ sở này không có chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh vừa lập hồ sơ điều tra vụ việc bé trai 7 tuổi đuối nước tử vong xảy ra ở hồ bơi Moscow, phường Tân Thới Nhất. Nạn nhân là bé BNLTH 7 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, người dân ở hồ bơi Moscow phát hiện bé H đuối nước cho nên đưa lên bờ. Nhiều người tìm cách hô hấp nhân tạo cứu chữa và đưa bé trai vào bệnh viện nhưng bé đã tử vong. Trước đó, bé H được mẹ là chị T cùng với một số người thân đi cùng tới bể bơi. Chị T sau đó có nhờ người thân trông giúp bé H và một bé khác để đi lấy áo phao. Sau đó, bé H được phát hiện bị đuối nước ở khu vực hồ bơi dành cho người lớn. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, một người đàn ông được cho là bị tâm thần đã đốt nhà trong hẻm đường Nơ Trăng Long, quận Bình Thạnh, rồi cố thủ bên trong. Hiện thì lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. Thông tin ban đầu, một căn nhà trong hẻm 29 đường Nơ Trăng Long, quận Bình Thạnh bị cháy. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt triển khai dập lửa. Ngọn lửa nhanh chóng được khống chế dập tắt kịp thời. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một người đàn ông nghi bị tâm thần đốt nhà và cố thủ bên trong. Lực lượng chức năng đã phá cửa và đưa người này ra ngoài. Đám cháy không gây thiệt hại gì người. Từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông, ba đối tượng đều trong lứa tuổi học sinh đã thách thức, hẹn đánh nhau, truy sát khiến cho hai bạn học tử vong. Và với hành vi trên thì các đối tượng này vừa bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt từ 10 năm cho đến 18 năm tù. Cụ thể là Nguyễn Quốc Khánh 18 tuổi, 18 năm tù, Nguyễn Hải Đăng 16 tuổi, 11 năm tù và Nguyễn Ngọc Thắng 17 tuổi, 10 năm tù về tội giết người. Theo hồ sơ vụ án, Khánh và DTT là học sinh trường Trung học phổ thông Giảng Xuân, quận Long Biên, thành phố Hà Nội có quen biết nhau. Cả hai có mâu thuẫn do va chạm khi tham gia giao thông. Do bực tức, Khánh nhắn tin thách thức hẹn đánh nhau với T. Sau đó Khánh gọi thêm Nguyễn Ngọc Thắng và Nguyễn Hải Đăng và nhiều thiếu niên khác để đi giải quyết mâu thuẫn. Khi đến khu vực trước cổng trường Trung học cơ sở Long Biên, Khánh nhìn thấy nhóm T đi theo hướng ngược lại. Khi đó, T đang chở bạn là NAM. Quá trình đuổi theo, Thắng đã dùng chân đạp xe đối phương nhưng không trúng. Ngồi phía sau xe của Thắng, Đăng đã dùng dao chém nhiều nhát vào người T, khiến T mất lái, va chạm với hộp kỹ thuật bằng sắt trên vỉa hè. Sau đó, T và M ngã xuống đường, bị thương nặng và tử vong. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Camera 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Kính thưa quý vị, vượt ẩu ôm cua tốc độ cao ở khúc cua là việc làm hết sức nguy hiểm khi điều khiển phương tiện, vì đó là vị trí khuất tầm nhìn dễ dẫn tới tai nạn. Nhưng trên thực tế, nhiều người vẫn phớt lờ để rồi dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Camera 24 giờ ngày hôm nay sẽ tổng hợp các tình huống này. Mời quý vị cùng theo dõi để nâng cao tinh thần cảnh giác. Vụ việc này xảy ra trên địa bàn xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Theo camera ghi lại, thời điểm đó, một nữ sinh điều khiển xe máy trên đường đi học về. Khi đến địa điểm trên, xe của nữ sinh đối đầu với chiếc xe máy do một người đàn ông điều khiển chạy với tốc độ cao. Cú va chạm mạnh khiến hai nạn nhân ngã ra đường. Cùng lúc này, một chiếc xe tải đi qua, nhưng rất may không cán lên người em học sinh. Vụ tai nạn khiến cả hai nạn nhân bị thương nặng, hai phương tiện hư hỏng. Do vào cua với tốc độ nhanh nên em học sinh điều khiển xe máy đã không làm chủ tốc độ, té ngã và trượt dài nhiều mét trên đường. Rất may, tài xế xe tải đã phanh kịp thời nên hai em may mắn thoát chết. Được biết vụ việc xảy ra tại quốc lộ 7B đoạn qua xóm Văn Quang, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Còn đây là vụ việc xảy ra tại Yên Bái.
Theo đó, chiếc ô tô đang lưu thông trên đúng làn đường của mình. Khi đến đoạn cua thì bất ngờ một xe máy đi hướng ngược lại. Sau khi ôm cua, không làm chủ được tay lái, đã trượt ngã và đâm thẳng vào xe ô tô. Vụ tai nạn khiến nạn nhân đi xe máy bị thương nặng. Dù đã đến đoạn đường cua và tầm nhìn bị hạn chế, shipper đi xe máy vẫn liều lĩnh phóng nhanh, vượt ẩu dẫn đến một vụ va chạm với xe tải chạy ngược chiều. Sự việc này xảy ra trên địa bàn của xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang và được camera hành trình của một ô tô ghi nhận lại. Hình ảnh được camera hành trình của một chiếc ô tô ghi lại cho thấy, do không làm chủ tốc độ, chiếc xe gắn máy đã xảy ra va chạm vào bên hông của chiếc xe tải. Cú va chạm quá mạnh khiến nam shipper ngã ngửa ra sau trên yên xe gắn máy. Chiếc xe gắn máy không kiểm soát đã lao thẳng vào vệ đường và đổ ập xuống. Nam thanh niên điều khiển xe gắn máy sau đó đã được người dân hỗ trợ gọi xe cấp cứu đưa tới bệnh viện. Thưa quý vị, Quảng Ninh là một trong các điểm đến được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm. Việc chuẩn bị chu đáo, cung ứng dịch vụ tốt đã góp phần quan trọng để quảng bá hình ảnh, khẳng định được thương hiệu, thu hút khách du lịch đến với tỉnh. Theo Sở Du lịch tỉnh này cho biết, dịp nghỉ lễ vừa qua, khách du lịch đến tỉnh ước đạt trên 1 triệu lượt, đạt 148% so với cùng kỳ năm 2023, tập trung cao điểm vào các ngày từ 28 cho đến 30 tháng 4, trong đó thì khách quốc tế ước đạt hơn 92.700 lượt, tổng thu du lịch ước đạt là 2.210 tỷ đồng. Các thị trường khách du lịch trọng điểm đến Quảng Ninh trong 5 ngày nghỉ lễ như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Pháp, Australia. Số khách lưu trú trên địa bàn trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 ước đạt là 429.000 lượt. Vịnh Hạ Long tiếp tục là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Trong 5 ngày nghỉ lễ, Vịnh Hạ Long đã đón 84.744 lượt khách, trong đó có hơn 26.500 lượt khách nước ngoài. Doanh thu bán vé tham quan đạt gần 23 tỷ đồng. Để thu hút du khách trong dịp nghỉ lễ, thành phố Móng Cái cũng đã tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, qua đó thu hút khoảng 168.000 lượt khách, khách lưu trú đạt 50.000 lượt. Nhiều điểm đến của thành phố Móng Cái đã đón lượng khách tăng gấp 2-3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Và cũng trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua, thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục thu hút đông đảo du khách đến vui chơi, tham quan và nghỉ dưỡng. Và chắc chắn rằng đây là một tín hiệu rất là khả quan trong ngành du lịch, đúng không ạ? Và trong 5 ngày nghỉ lễ thì toàn tỉnh đã đón hơn 626.000 lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất phòng lưu trú có nơi đạt gần 90%. Bên cạnh thành công về lượng khách và doanh thu, niềm vui hơn cả là tình cảm mà du khách dành cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hầu hết du khách đều cảm thấy hài lòng vì đã có một kỳ nghỉ dưỡng thoải mái, an toàn và văn minh. Em có dịp rảnh hoặc là em có thời gian á, em đều muốn đến Vũng Tàu. Tại vì bây giờ Vũng Tàu rất là phát triển, đi đâu cũng thấy là khách sạn, nhà hàng với cà phê rất là đẹp. Và con người ở đây cũng rất là vui vẻ. Điều đáng ghi nhận là năm nay các địa phương đã chủ động nắm bắt tình hình và xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác đón và phục vụ du khách trong suốt kỳ nghỉ. Với một cái lượng khách họ lưu trú lại như vậy thì cũng nằm trong cái dự đoán của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như là của doanh nghiệp, và họ cũng đã chuẩn bị để đón một cái lượng khách này rất là chu đáo. Dịp 30 tháng 4 năm 2024 với thời tiết rất là nắng nóng và thành phố Vũng Tàu đã chuẩn bị rất là kỹ cho việc phục vụ du khách khi tới với thành phố Vũng Tàu dịp lễ này. Đây là kỳ nghỉ lễ dài ngày và thành phố đã thực hiện tất cả các nỗ lực để bãi biển của thành phố, các khu du lịch, các điểm tham quan du lịch được sạch sẽ và điều kiện phục vụ du khách được tốt nhất. Trong kỳ nghỉ lễ, ngành du lịch toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt doanh thu hơn 669 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thành phố Vũng Tàu đón và phục vụ khoảng 300.000 lượt du khách, chiếm gần 50% so với toàn tỉnh. Công suất phòng bình quân khoảng từ 70 đến 80%, chủ yếu tập trung vào các ngày 28, 29 và 30 tháng 4. Đây là những minh chứng cho sự nỗ lực của tỉnh trong việc khẳng định thương hiệu, tạo điểm nhấn bằng các sản phẩm du lịch thực sự đặc sắc, ấn tượng.
Và cũng trên lĩnh vực du lịch, ghi nhận tại thành phố Cần Thơ, trong các ngày nghỉ lễ từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, tổng số khách tham quan du lịch trên địa bàn thành phố ước khoảng 285.000 lượt, khách du lịch lưu trú ước khoảng 93.000 lượt, tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 315 tỷ đồng. Trước kỳ nghỉ lễ dài thì nhiều cơ sở đã chuẩn bị chu đáo công tác đón khách du lịch, đảm bảo hoạt động an toàn chất lượng. Một số điểm du lịch mở cửa nhiều hoạt động mới hấp dẫn, đồng thời áp dụng combo khuyến mãi, tổ chức các hoạt động ẩm thực, đặc sản vùng miền và nghệ thuật để thu hút khách tham quan lưu trú. Tại các khu điểm du lịch, các đơn vị đã chú trọng cải tạo cảnh quan, trang trí tiểu cảnh để khách đến tham quan check-in. Hầu hết các điểm du lịch sinh thái sông nước tại Cần Thơ đều hoạt động hết công suất. Đặc biệt năm nay, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, thời tiết khá oi bức. Do đó, các tour du lịch sinh thái nghỉ dưỡng ghi nhận du khách có sự gia tăng đột biến. Đến đây, chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.